Nga nã tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ukraine. Khoảnh khắc máy bay không người lái cảm tử tấn công trượt xe tăng Nga. Tổng thống Zelensky đưa ra yêu cầu với ông Trump. Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng. Tiến triển mới trong đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở giải Gaza. Tổng thống Biden khẳng định quyết tâm đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Truyền thông Nga vừa đưa tin căn cứ không quân Donetsk của quân đội Ukraine tại tỉnh Dnepropetrovsk đã bị tên lửa đạn đạo Iskander của nước này tấn công, phá hủy. Đoạn video được trang topwar.ru trích dẫn từ tài khoản Telegram The Wrong Side cho thấy máy bay không người lái UAV Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không gần sân bay quân sự Donetsk thuộc địa phận thành phố Kryvyi. Ukraine đã phát hiện một số khí tài không quân Kiev, chẳng hạn như cường kích Su-25 đang có mặt tại đó. Dữ liệu tọa độ của các mục tiêu trên liền được UAV chuyển về cho Sở Chỉ huy Nga. Quân đội Nga sau đó đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander tấn công vào các vị trí, các chiến cơ Ukraine. Đòn tập kích đã khiến ít nhất hai cường kích Su-25, một tiêm kích MiG-29 và hai khí tài quân sự khác bị phá hủy. Trang tin topwar.ru nhận định vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài ngày sau cuộc tập kích được lực lượng tên lửa Nga thực hiện nhằm vào sân bay quân sự nằm ở Mykolaiv thuộc tỉnh Poltava, khiến nhiều máy bay chiến đấu của không quân Ukraine bị phá hủy. Trong một diễn biến nóng khác, quân đội Nga tuyên bố pháo binh nước này đã tiếp tục bắn nổ một xe tăng Abrams của quân đội Ukraine tại mặt trận Avdiivka. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các pháo thủ thuộc cụm quân trung tâm đã sử dụng đạn dẫn đường chính xác cao Krasnopol để phá hủy một cỗ xe tăng M1 Abrams khác của quân đội Ukraine tại hướng Avdiivka. Đạn dẫn đường được khai hỏa từ cỗ pháo 2S-19 Mostar. Theo đoạn video được quân đội Nga đăng tải sau đó, cỗ pháo tự hành 2S-19 di chuyển từ một khu vực nhiều cây cối tới vị trí khai hỏa. Thông qua hình ảnh được máy bay không người lái UAV cung cấp, kíp pháo thủ đã phát hiện nơi quân đội Ukraine triển khai xe tăng Abrams và khai hỏa đạn dẫn đường. Sau đó, kíp chiến đấu đã cho cỗ pháo 2S-19 rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh đối phương phản pháo. Hiện chưa rõ thời điểm xảy ra cuộc tấn công nói trên. Trang tin Defense Blog mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội dùng UAV để bắn cháy hàng loạt phương tiện quân sự Nga ở Volhoda, vùng Donetsk. Chiến dịch tập kích do Lữ đoàn Cơ giới số 72 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Phía Ukraine cho biết, đối thủ đã phải chịu tổn thất từ các chiến dịch của Lữ đoàn số 72. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV cảm tử và UAV FPV để bắn nổ rất nhiều phương tiện quân sự của Nga, từ xe tăng cho tới xe bọc thép chở quân. Đáng chú ý, một cảnh quay cho thấy đã có ít nhất 14 xe mô tô của Nga bị phá hủy trong chiến dịch tập kích của Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết phía Nga đã tăng cường sử dụng các loại xe mô tô và xe địa hình ATV thời gian gần đây. Lần gần nhất chúng được nhìn thấy là trong chiến dịch kiểm soát làng Staromayorskoye. Các chuyên gia nhận định xe mô tô và ATV cho phép các nhóm tấn công di chuyển nhanh chóng và khiến đối phương bất ngờ. Tuy vậy, chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của UAV và pháo binh. Do không có biện pháp bảo vệ nên cơ hội sống sót của binh sĩ sử dụng các phương tiện này chỉ ở mức tối thiểu. Trong một đoạn video đáng chú ý khác vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, đã ghi lại cảnh một máy bay không người lái cảm tử nghi của Ukraine nhắm trượt chiếc xe tăng Nga đang tiến tới. Vụ tấn công thất bại được ghi lại từ một máy bay không người lái của Nga, cũng như bằng camera gắn trên tháp pháo của xe tăng. Hình ảnh cho thấy một máy bay không người lái cảm tử dường như nhắm mục tiêu vào xe tăng Nga, nhưng lại đâm sầm xuống đất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc xe tăng T-72B3M đang hỗ trợ cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần thành phố Avdiivka ở Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Donetsk. Chiếc xe tăng đã bắn vào mục tiêu từ khoảng cách khoảng 800m, bất chấp hỏa lực súng cối và các cuộc tấn công liên tục bằng máy bay không người lái FPV của lực lượng vũ trang Ukraine. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đã trở thành vũ khí chính của Ukraine trên chiến trường. Người điều khiển máy bay sẽ đeo một loại kính đặc biệt, hiển thị hình ảnh video từ camera trên máy bay, cho phép điều khiển từ xa chính xác hơn.
Theo các phương tiện truyền thông, cả Nga và Ukraine đều sử dụng rộng rãi những loại vũ khí như vậy, nhưng Nga được cho là có lợi thế về số lượng máy bay không người lái được cung cấp cho tiền tuyến. Trả lời câu hỏi của các thành viên Quốc hội mới đây về sự tham gia của Đức vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và khả năng ngừng bắn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại. Ông Scholz bày tỏ, theo quan điểm của tôi, lệnh ngừng bắn liên quan đến việc Ukraine đầu hàng là lệnh mà chúng ta, với tư cách là nước Đức, không bao giờ được ủng hộ. Thủ tướng Đức lập luận rằng các điều khoản ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng, gọi Moscow là kẻ hoài nghi và không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột. Ông Scholz nhấn mạnh, ông Putin chỉ nói về các cuộc đàm phán hòa bình để tiếp tục chiến tranh. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Tháng trước, Tổng thống Nga nêu ra một số điều kiện trước khi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine có thể bắt đầu. Ông cho biết Moscow sẽ ra lệnh ngừng bắn ngay khi Kiev rút quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập và Kiev không còn muốn gia nhập NATO nữa. Ông Scholz cũng được yêu cầu đảm bảo rằng Đức sẽ không trở thành một bên tham chiến. Berlin là nhà viện trợ lớn nhất của EU cho Ukraine, nhưng cho rằng điều này không khiến Đức trở thành bên tham gia vào các cuộc chiến. Ông khẳng định, vâng, tôi đưa ra lời đảm bảo này. Là Thủ tướng, tôi ủng hộ điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg gần đây, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ chi tiết về kế hoạch của mình để Kiev biết phải chuẩn bị những gì vào tháng 11. Ông Zelensky nêu rõ, tôi muốn biết việc kết thúc chiến tranh nhanh chóng sẽ có ý nghĩa như thế nào, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu Trump biết cách kết thúc cuộc chiến này, ông ấy nên nói với chúng ta ngay hôm nay, bởi vì nếu có nguy cơ đối với nền độc lập của Ukraine và có nguy cơ chúng ta sẽ mất đi quyền tự chủ, chúng ta muốn chuẩn bị cho điều này. Tổng thống Ukraine giải thích thêm rằng Kiev cần phải hiểu liệu họ có sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ vào tháng 11 trong trường hợp Trump tái đắc cử hay họ sẽ hoàn toàn đơn độc. Theo nhà báo Amari Holden của Bloomberg, ông Zelensky cho biết nhóm của ông đã sẵn sàng gặp Trump để thảo luận về các đề xuất của ông. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự chống lại Kiev vào năm 2022, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc xung đột sẽ không leo thang nếu ông vẫn còn là Tổng thống và tuyên bố sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng chỉ trong một ngày nếu ông được bầu lại. Trong cuộc tranh luận tuần trước với Tổng thống Joe Biden, ông Trump đã nhắc lại lời hứa này, tuyên bố rằng ông có thể nhanh chóng giải quyết xung đột, thậm chí trước khi ông chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nêu rõ cách ông sẽ chấm dứt giao tranh. Chuyển sang các tin tức liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố không quân nước này đã vô hiệu hóa người đứng đầu đơn vị Azid của Hezbollah, chỉ huy Mohammad Nema Nasser. Thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel trên mạng xã hội X cho biết, Nasser là người đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công nhằm vào Israel và từng giữ nhiều vị trí chủ chốt trong tổ chức Hezbollah. Nasser cùng cấp bậc với Sami Taleb Abdullah, chỉ huy đơn vị Nasser bị Israel tiêu diệt tháng trước. Hai người này thuộc nhóm thành viên cấp cao của Hezbollah tại miền nam Liban. Nhóm vũ trang Hezbollah sau đó đã mở cuộc tấn công tên lửa nhằm vào miền bắc Israel để trả thù cho chỉ huy Nasser. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết có ít nhất 100 tên lửa được phóng từ Liban nhằm vào Kiryat Shmona, các khu vực thuộc vùng cán trảo Galilee và vùng bắc cao nguyên Golan. Tuy nhiên, phần lớn các tên lửa đó rơi xuống khu vực trống trải, không có báo cáo thương vong về người. Ngày 4 tháng 7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Qatar liên quan thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 9 tháng trên giải Gaza. Thông báo từ Hamas nêu rõ, phong trào này đã trao đổi một số ý tưởng với bên hòa giải nhằm ngăn chặn hành động gây tổn hại cho người dân Palestine. Cách đây vài ngày, Hamas cũng cho biết đã nhận được đề nghị mới từ Mỹ nhằm nối lại đàm phán gián tiếp với Israel, hướng tới đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cơ quan tình báo Mossad cho biết đã nhận được thông tin về cách tiếp cận mới của Hamas và đang xem xét để đưa ra câu trả lời. Thông báo từ phía Israel nêu rõ, bên hòa giải đã chuyển tới nhóm đàm phán những thông tin từ Hamas về nội dung chính của thỏa thuận con tin và ngừng bắn. Truyền thông Israel nhận định, phản ứng mới của Hamas là tốt nhất từ trước cho đến nay, tạo cơ sở để hai bên tiến về phía trước. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề cần được làm rõ, như sự hiện diện của Israel ở hành lang Philadelphia ở Gaza, giải phân cách lãnh thổ Palestine với lãnh thổ Ai Cập và vấn đề tù nhân. Bộ Tài chính Israel và Bộ Tài chính Palestine mới đây thông báo lần đầu tiên kể từ tháng 4, Israel đã chuyển 435 triệu shekels, tương đương 116 triệu đô la Mỹ tiền thuế cho chính quyền Palestine PA.
Israel thay mặt chính quyền Palestine PA thu thuế đối với hàng hóa đi qua nước này và khu vực bờ Tây và chuyển doanh thu cho Palestine theo thỏa thuận giữa hai bên. Kể từ vụ tấn công do phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã giữ lại số tiền thuế dự định dành để chi phí cho các thủ tục hành chính ở dải Gaza. Ngoài ra, Israel cũng khấu trừ tiền thuế dự kiến chi trả tiền điện nước và chi phí để điều trị cho người Palestine tại các bệnh viện của Israel. Tuần trước, Bộ trưởng Smotrich đã đồng ý chuyển giao tiền thuế cho Palestine sau khi đạt được những nhượng bộ từ nội các Israel về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức PA. Trong khi đó, trong cuộc họp hôm 3 tháng 7, PA cho biết các hoạt động của họ và áp lực quốc tế đã dẫn đến việc Israel chuyển tiền thuế và họ sẽ nỗ lực thu hồi hơn 6 tỷ shekel tiền thuế đang bị giữ lại. Chương trình xin được tiếp tục với các tin quốc tế đáng chú ý khác. Mới đây, trong cuộc gặp giữa đương kim Tổng thống Mỹ và các thống đốc Đảng Dân Chủ tại Nhà Trắng, đội ngũ vận hành chiến dịch tái tranh cử của ông Biden cho biết, ông đã khẳng định lại quyết tâm đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2024. Đội ngũ tranh cử của ông Biden nêu rõ, Tổng thống đã nhắc lại quyết tâm đánh bại mối đe dọa hiện hữu từ người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, đồng thời tìm kiếm lời khuyên và sự cố vấn từ các thống đốc của Đảng Dân Chủ. Giữa những hoài nghi về tương lai chính trị của ông Biden, các thống đốc của Đảng Dân Chủ đã khẳng định cam kết chung là sẽ làm mọi thứ để đảm bảo ông Biden và Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại ông Trump vào tháng 11 tới. Cuộc gặp này có sự tham gia của hầu hết các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ, ngoại trừ thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers. Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, ông Brett Kudabek, giám đốc truyền thông của thống đốc Evers cho biết, sở dĩ ông Evers không tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vì muốn tiến về phía trước và tập trung vào việc giành chiến thắng tại bang Wisconsin. Wisconsin là một trong những bang quan trọng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Bang này cũng từng giúp ông Biden giành chiến thắng vào năm 2020. Hơn 28.000 người đã buộc phải sơ tán sau khi đám cháy với tên gọi Thompson bùng phát ngày 2 tháng 7 đang nhanh chóng lan rộng và đe dọa hàng nghìn ngôi nhà tại phía bắc bang California. Hơn 1.400 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để đối phó với đám cháy vốn đã lan ra hơn 1.400 hecta gần thành phố Oroville. 8 người, một nửa trong số đó là lính cứu hỏa, đã bị thương trong bối cảnh các mối nguy hiểm từ đám cháy tiếp tục gia tăng. Thống đốc bang, ông Gavin Newsom, ngày 3 tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo mọi nguồn lực được huy động, ứng phó với đám cháy và công tác khắc phục hậu quả. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thưa quý vị, trang tin European Pravda dẫn dữ liệu khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vừa công bố cho biết, sau 2 năm giao tranh, tỷ lệ tín nhiệm với ông Zelensky đã giảm ở một số nước châu Âu và Mỹ so với năm ngoái. Trong 35 quốc gia NATO và không thuộc NATO được thăm dò, trung bình 40% người trưởng thành ở các quốc gia này cảm thấy ông Zelensky sẽ làm điều đúng đắn trong các vấn đề thế giới, trong khi 46% không đồng ý. Chỉ có 7 quốc gia trong cuộc khảo sát mà phần lớn người dân tin tưởng vào khả năng điều hành các vấn đề quốc tế của ông Zelensky. Niềm tin vào ông đã giảm đáng kể ở một số quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ở châu Âu, niềm tin vào Tổng thống Ukraine rất khác nhau tùy theo quốc gia. Ở Thụy Điển, nơi niềm tin vào Tổng thống Ukraine cao nhất, cứ 10 người thì có 8 người tin tưởng vào Zelensky. Ngược lại, ở Hungary, tỷ lệ người dân không tin gần như vậy. Nhiều quốc gia đã chứng kiến niềm tin vào Zelensky giảm đáng kể từ năm 2023. Mức giảm lớn nhất là ở Ba Lan, nơi niềm tin vào ông đã giảm 22 điểm phần trăm kể từ năm ngoái. Niềm tin vào Zelensky đã giảm 7 điểm ở Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp và 6 điểm ở Thụy Điển. Ở nhiều nơi, 1/5 dân số trở nên không bày tỏ ý kiến về Zelensky. Điều này đúng với 45% dân số trưởng thành của Ấn Độ. Trước đó có thông tin cho rằng, trong số 4 quốc gia Visegrad, Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia, người dân Czech ít ủng hộ việc Ukraine nhanh chóng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Một cuộc khảo sát khác cho thấy, một nửa dân số Hungary phản đối việc Liên minh châu Âu gửi bất kỳ viện trợ nào cho Ukraine. Liên minh châu Âu cuối tháng 6 vừa qua đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova. Bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, mang tính bước ngoặt đối với hai quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, song cũng được dự báo không hề dễ dàng. Ngày 25 tháng 6, các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine đã được bắt đầu tại một hội nghị liên chính phủ ở Luxembourg. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng tới Ukraine và Moldova, gọi đây là tin tức tốt lành đối với người dân hai nước và toàn bộ Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lapip nhấn mạnh những thách thức mà hai quốc gia Đông Âu phải vượt qua để gia nhập ngôi nhà chung Liên minh châu Âu.
tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu sẽ có nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực liên tục của các nước nhằm cải cách lĩnh vực quan trọng như nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và cuộc chiến chống tham nhũng. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Liên minh châu Âu đã dành cho Ukraine sự ủng hộ rộng rãi với các khoản hỗ trợ tài chính lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna, đây thực sự là một cột mốc rất vững chắc cho tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu, cũng như sự phát triển của Ukraine. Chỉ 2 năm trước, vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Liên minh châu Âu đã nói rằng họ sẽ sát cánh cùng Ukraine, và giờ đây, lời hứa đầu tiên đã được thực hiện. Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách và đa số người dân Ukraine ủng hộ điều này. Đây là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giúp chúng tôi tiếp tục đứng vững. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đối với Ukraine vẫn được dự báo gặp nhiều khó khăn. Để có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu, quốc gia ứng viên phải vượt qua 35 chương đàm phán chi tiết về nhiều vấn đề từ kinh tế, chính trị đến tư pháp. Quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ đối với Ukraine. Trong một diễn biến khác, ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Kiev trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra, và kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, dẫn phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ihor Zhukva, người đứng đầu nhà nước Ukraine, đã bác bỏ đề xuất nói trên của Thủ tướng Orbán. Trong một tuyên bố với các phóng viên sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy nghĩ xem liệu có thể đảo ngược trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không. Ông Orbán nêu rõ, một lệnh ngừng bắn gắn liền với thời hạn chót sẽ mang tới cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã khám phá khả năng này với Tổng thống Ukraine và tôi biết ơn những câu trả lời trung thực cũng như trao đổi của ông ấy. Báo The Kiev Independent ngày 3 tháng 7 cho biết thêm, Thủ tướng Hungary đã ca ngợi các sáng kiến hòa bình của Ukraine, nhưng đồng thời cũng nói rằng chúng mất quá nhiều thời gian. Tờ The Kiev Independent dẫn phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ihor Zhukva cho biết người đứng đầu nhà nước Ukraine bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Zhukva cho biết thêm rằng Tổng thống Ukraine đã lắng nghe đề xuất của Thủ tướng Hungary, nhưng để đáp lại, ông Zelensky đã nêu quan điểm rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến của phía Ukraine. Theo tờ The Kiev Independent, Ukraine trước đó đã bác bỏ việc tạm dừng chiến sự, cho rằng việc này sẽ chỉ tạo cơ hội cho Liên bang Nga tập hợp lại lực lượng của mình. Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất Thụy Sĩ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moscow để xem xét các bước đi tới hòa bình. Hungary đã nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, làm suy yếu các nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Thực tế này đã dẫn đến mối quan hệ xấu đi giữa Ukraine và Hungary, vốn đã căng thẳng trước năm 2022. Trong chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Hungary đã nói với các nhà báo sau cuộc hội đàm song phương cùng Tổng thống Ukraine rằng cuộc gặp của họ là một bước quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề lâu dài giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề tồn tại lâu dài giữa hai nước và các bước đi hướng tới cải thiện quan hệ. Tờ European Pravda cho biết, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố rằng nội dung cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận song phương trong tương lai giữa hai quốc gia và điều này sẽ điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta. Về phần mình, Thủ tướng Hungary lưu ý, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ giữa hai nước và ký một thỏa thuận hợp tác với Ukraine tương tự như những thỏa thuận mà Hungary đã ký với các nước láng giềng khác. Thủ tướng Hungary cũng đề nghị hỗ trợ hiện đại hóa Ukraine và ca ngợi những tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề của người thiểu số Hungary ở Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đồng ý mở trường học đầu tiên dành cho trẻ em nói tiếng Ukraine ở Hungary. Trước đó, vào hôm 1 tháng 7, các nguồn tin giấu tên ở Budapest đã nói với tờ Guardian rằng chuyến thăm của Thủ tướng Hungary được xác nhận sau các cuộc đàm phán về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary sống ở Ukraine. Cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo mới nhất thông tin số vụ giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga đã tăng lên 161 vụ trong ngày qua. Trong đó, nhiều nhất là 44 vụ xảy ra ở mặt trận Bobrovsk. Trên mặt trận Kharkov, quân Nga đã cố gắng tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Hlyboke, Lysti và Vovchansk 11 lần.
Người Nga cũng đã tấn công các vị trí của Ukraine trên mặt trận Kupiansk 17 lần. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sinkivka, Stebova, Novosenska, Bichane và Stenmakivka. Ba cuộc giao tranh đang diễn ra gần Sinkivka. Trên mặt trận Kramatorsk, lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Nove và Klitschivka. Một cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở Nove, gần Chasovia. Trên mặt trận Torez, quân Nga đã cố gắng xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của lực lượng phòng thủ Ukraine gần các khu định cư Torez, Pivnichne, Pivdene và New York 19 lần. 16 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, với 3 cuộc vẫn đang tiếp diễn. Theo Pravda, cường độ giao tranh cao nhất vẫn là trên mặt trận Bobrovsk. Tổng cộng có 44 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận tại mặt trận này kể từ đầu ngày. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky thông báo, tình hình ở khu vực Bobrovsk khá khó khăn. Nga muốn chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và đã luân phiên các đơn vị tấn công, loại bỏ các đơn vị mà lực lượng tấn công đã mất khả năng chiến đấu. Mặc dù các đơn vị của chúng tôi đã được tăng cường lực lượng dự bị, nhưng khu vực này vẫn cần được chú ý thường xuyên và bổ sung thêm đạn dược cũng như hỏa lực. Quan chức quân sự trên cho biết thêm, chúng tôi có lợi thế về số lượng và chất lượng của máy bay chiến đấu. Chủ yếu là máy bay ném bom và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, cũng như kỹ năng của người điều khiển sử dụng chúng. Đây là chìa khóa thành công và sự an toàn cho binh lính của chúng tôi. Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 109 binh sĩ Nga đã tử trận và 181 người bị thương. Ngoài ra, một số người cũng bị bắt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.